ba con táp này là trong tình trạng là thu phát tốt hết nha quý vị. Đã test hoàn hảo hết rồi ha. Này em test cho quý vị xem biết nó hoạt động quý vị, nhưng mà test âm thì em đã test rồi ha. Mà hàng em bán ra lúc nào cũng vậy quý vị, chạy tốt là chạy tốt, còn nếu mà lỗi cái nào thì em báo lỗi cái đó, chứ không có vụ mà này nọ ha. Quý vị và các bạn cứ yên tâm. Ba con là ngon lành hết đó quý vị. Đèn đuốc thì đầy đủ hết nha, đèn vuông nè. Đó, đầy đủ hết nè. Đó. Con này thì cái đèn nó là nó đó, quý vị thấy ha, nó đèn của nó là mấy cái tia này nè ha. Mấy cái dãy led nè, đó, bật lên. Đó, vậy đó.